Đại bộ tự chiến á, nay ngày 30 tháng 8 năm 2020. Mình giao cho cái anh khách này ở Trảng Bàng Tây Ninh, anh bắt con số 10. Con số 12. Anh bắt con số 10 là cơ bắp. Con số 12 cơ bắp. Con số 5 là bò Pháp. Con số 11 là bò bông. Con số 13 là con bò Pháp. Con số 8 là con bò Pháp. Đây anh bắt về Trảng Bàng Tây Ninh, chuẩn bị lên xe. Đó. Bò anh bắt có bò chà bá anh bắt có 30 triệu. Đó. 30 triệu. Còn con số 5 này có 29 triệu. Đẹp cực kỳ luôn. Đó, con 30 con 29 đó. Đó, con bò Pháp cực quét luôn nè, có 29 triệu. Đó, bò Pháp này có 29 triệu à. Còn con số 8 này có 30 triệu à. Bò chà bá không? Con lô này 29 mấy, 28 mấy. Đó, 29 mấy. Đó, là 6 con. Đây, anh khách đẹp trai này, anh bắt gì anh vỗ béo. Rồi. Đưa cho này quá. Cho tấn với dỗ này bác hai khi mua bò này nha.
liền, còn cắn nó không nhầm. Bẻ ngang là hư nha, bẻ ngang là hư luôn liền. Giao nguyên cái lô bò này cho cái anh khách ở cảng bàn Tây Ninh. Đó, anh bắt nguyên cái lô bò này. Đó, anh khách này anh bắt này. Đó, con chà bá này có 30 triệu. Đó, còn con cắn có 29 triệu. Được biết không? Bò trực tiếp luôn. Về cảng bàn Tây Ninh. Web có nhu cầu nuôi liên hệ số điện thoại mình á. Đến đây bò xem. Có xe nhà giao tận nơi, anh tài xế đẹp trai anh chở giao.